Rồi mấy em lấy đạo hàm nhiệt độ đi. Hôm nay tiết bài tập học sinh được để điện thoại dưới. Không phải không không tám nhân ba là mấy ạ? Không phải không hai bốn trừ không phẩy không hai bốn t bình phương đúng không, trừ không phẩy 16 ổn không, 28 đạo hàm phải ra không không. Rồi hay hết nè, cái đạo hàm này vô nghiệm, em bấm nghiệm đi, bị vô nghiệm, bấm thử thôi, bị vô nghiệm. Mà khi cái đạo hàm bị vô nghiệm có nghĩa là nó sẽ luôn âm hoặc luôn dương, vị đố phát là luôn âm hay luôn dương. Luôn âm đúng rồi, luôn âm có nghĩa là nhiệt độ luôn giảm. Xong hỏi dễ mình.